theo dõi kỹ hơn. Và chúng tôi cũng xin lưu ý các anh chị là trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều nội dung được trao đổi trong buổi live stream này, rất nhiều nội dung hay. Thì các anh chị có thể tương tác bằng cách là mỗi lần các anh chị nghe thấy một cái nội dung nào mà bổ ích, các anh chị muốn rút gọn lại nội dung đó, chúng ta hãy comment ở phía dưới để mình có thể nhớ bài tốt hơn. Và hôm nay là một chương trình trực tiếp, cho nên chúng ta sẽ có một phần cuối cùng là phần giao lưu hỏi đáp trực tuyến. Những anh chị có những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc liên quan tới chương trình này, chúng ta có thể đặt câu hỏi ở cuối chương trình ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta dự kiến sẽ kéo dài trong vòng từ 45 cho đến 60 phút. Còn bây giờ có lẽ chúng ta bắt đầu thôi. Xin chào các anh chị, họ tên của Quỳnh là Nguyễn Đức Quỳnh. Hiện tại Quỳnh đang là giảng viên chuyên nghiệp của Amway Việt Nam, phụ trách Artistry. Và năm nay thì Quỳnh đã có thâm niên là 8 năm giảng dạy bộ môn này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một cái chủ đề, mà cái chủ đề này thì có lẽ là nó khá đặc biệt, bởi vì là nó không phải là chủ đề nhức nhối nhất khi chúng ta gặp những chuyên gia về chăm sóc da, nhưng nó là một chủ đề tiềm ẩn với mọi độ tuổi trong chăm sóc da. Khi mà có những chuyên gia, những khách hàng tới gặp những chuyên gia chúng tôi về chăm sóc da chẳng hạn, thì những câu hỏi muôn thuở sẽ là gì? Làm sao để da tôi có thể giải quyết các vấn đề về sạm nám, tàn nhang, rồi giải quyết những vấn đề như là nếp nhăn, đường nhăn, vết chân chim, vân vân. Tuy nhiên, thực sự rất ít ai hiểu rằng là ẩn sâu bên trong tất cả những cái nguyên nhân như vậy, từ trực tiếp đến gián tiếp đều có liên quan tới một chủ đề rất quan trọng, đó là cái việc mất độ ẩm, thiếu nước cho làn da chúng ta. Nói ví dụ như là chuyện da chúng ta bị khô ráp, sần sùi, thì đó là chuyện trực tiếp liên quan đến chuyện chúng ta bị mất nước cho làn da. Tuy nhiên, những nguyên nhân như là chúng ta bị các nếp nhăn, đường nhăn, các đốm sạm nám và da mình không đều màu, thì cũng gián tiếp liên quan đến hiện tượng là mất nước trên da của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ bàn một chủ đề mà Quỳnh nghĩ chắc chắn rằng nó là một chủ đề mà được chứng minh, được nghiên cứu là gặp phải trong rất nhiều các trường hợp khi mà chăm sóc da. Đó là chúng ta bàn về chủ đề mất nước của làn da, độ ẩm của làn da. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta cùng bàn về giải pháp, công nghệ có trong bộ sản phẩm Haravi của chúng ta để xem là bộ sản phẩm này giải quyết được vấn đề này ra làm sao. Khi mà chúng ta có những cái nghiên cứu về mặt khoa học thì các anh chị thấy rằng thế này, thực ra chúng ta không để ý nhiều về vấn đề độ ẩm trên làn da. Nhưng mà những nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng là chúng ta làm một cái mẫu để nghiên cứu các độ tuổi là 20, 30, 40, 50 thì chúng ta mới thấy rằng là ở độ tuổi 20 tuổi này, nếu chúng ta nhặt ra 3 vấn đề đáng quan ngại nhất trong chăm sóc da thì mất nước hóa ra lại là vấn đề đáng quan ngại số 1. Người càng trẻ thì càng chủ quan hơn trong việc bổ sung độ ẩm cho làn da, bởi da họ vẫn đang có cái khả năng độ ẩm khá là tốt. Tuy nhiên, bước vào độ tuổi 30 và 40 khi chúng ta liệt kê ra 3 vấn đề đáng quan ngại nhất trong chuyện chăm sóc da thì khi này mất nước thành chủ đề đáng quan tâm số 2. Và khi ở độ tuổi 50 trở ra rồi mà chúng ta liệt kê ra những cái chủ đề đáng quan ngại nhất về chăm sóc da thì mất nước vẫn là một trong những chủ đề thuộc top 3, top 4. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là mất nước hay thiếu độ ẩm trên da nó là một vấn đề gặp phải xuyên suốt của mọi độ tuổi trong quá trình chăm sóc da. Và chúng ta có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng là mất nước cho làn da này, có thể là do cái môi trường sống, có thể là do chúng ta ngồi máy lạnh, ngồi điều hòa nhiều quá, hoặc cũng có thể là do chúng ta có bị quá trình bay hơi nước tự nhiên. Các anh chị biết là mỗi lần mà chúng ta ngồi đây thì từng ngày, từng giờ, từng phút trôi qua, từng giây trôi qua thôi, thì có rất nhiều phân tử nước đang bay hơi tự nhiên qua làn da của chúng ta. Thì tất cả những cái yếu tố đó hay là môi trường sống tác động vào thì cũng làm cho làn da chúng ta bị mất nước tự nhiên. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là trước hiện tượng mất nước tự nhiên như vậy thì da chúng ta có một cái cơ chế gì hay có một cách thức gì để có thể là phản kháng lại hay không? Thì xin thưa với các anh chị là bản chất da chúng ta nó cũng là một cái bộ máy rất là thông minh, nó sẽ có những cơ chế tự vệ đề phòng của nó. Mình nói ví dụ thôi là khi chúng ta sẽ nói sâu về lớp biểu bì làn da của chúng ta thì mình hình dung thế này. Các anh chị đang quan sát trong slide thì mình thấy rằng là bản chất da mình là một bộ máy nó rất là thông minh. Ở phía dưới cùng của lớp biểu bì da này thì chúng ta có những chấm màu xanh, các anh chị đang nhìn thấy. Thì những chấm màu xanh này người ta được gọi là cái kênh dẫn nước aquaporins. Lát chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái kênh này. Nhưng mà cái việc phát hiện ra cái kênh này nó là một công trình đạt giải Nobel về y học rất là quan trọng. Thì chính những kênh dẫn nước này nó sẽ có vai trò là gì? Nó đóng vai trò như một cái hệ thống tưới tiêu, nó sẽ điều tiết nước tới các tế bào da khác nhau. Chỗ nào thiếu nhiều thì bổ sung nhiều, chỗ nào thiếu ít thì bổ sung ít. Đấy là một cơ chế. Cơ chế thứ hai là phía trên hệ thống kênh dẫn nước này chúng ta có rất nhiều các lớp tế bào biểu bì da xếp chồng lên nhau, xin thưa các anh chị. Và các anh chị biết không là mỗi tế bào biểu bì da này đều có nhu cầu là phải có căng mọng và đầy nước. Khi chúng ta nói rằng là tôi muốn có một làn da căng mọng, một làn da đầy độ ẩm, đủ độ ẩm chẳng hạn, thì từng tế bào phải có đầy đủ độ ẩm như vậy và tạo thành lớp hàng rào chắc khỏe như vậy. Và phía trên cùng của da chúng ta, câu hỏi đặt ra là vậy thì hàng ngày nếu mà da tôi bị bay hơi nước tự nhiên như vậy thì nó có một cơ chế nào để nó chống thất thoát nước như vậy hay không? Thì phía trên cùng trên lớp sừng của chúng ta các anh chị, nó có một cái lớp liên kết rất là chắc và khỏe với nhau. Cái lớp liên kết này nó sẽ có vai trò là gắn kết toàn bộ các tế bào sừng gần với nhau như vậy, với hai cái vai trò rất quan trọng.
Vai trò một là nó sẽ ngăn ngừa không cho nước từ bên trong thất thoát ra bên ngoài quá nhiều, nó như một cái lớp khóa lại. Và cái vai trò thứ hai là nó tránh cái việc ảnh hưởng của vi khuẩn, những cái tác nhân bên ngoài làm tổn thương làn da của chúng ta. Như vậy khi chúng ta nói về cái sức đề kháng, cái cấu trúc của làn da liên quan tới hiện tượng là mất nước và mất độ ẩm, thì anh chị phải nhớ rất là kỹ ba cái ý này. Thứ nhất là cái kênh dẫn nước aquaporin ở dưới cùng, như một cái hệ thống mà điều tiết tưới tiêu nước, đúng không ạ? Chỗ nào thiếu nhiều thì cho nhiều, thiếu ít thì cho ít vào các tế bào da. Thứ hai là trên nó là các lớp tế bào biểu bì xếp chồng lên nhau, và mỗi tế bào này đều có nhu cầu phải được căng mọng đầy nước thì lớp hàng rào mới khỏe, và khi đó da mình mới gọi là một cái làn da đầy đủ độ ẩm. Và trên cùng, trên lớp sừng là một lớp hàng rào nữa để khóa lại, để ngăn ngừa sự thất thoát nước bên trong ra bên ngoài quá nhiều, cũng như ngăn ngừa vi khuẩn bên ngoài tấn công vào bên trong da của chúng ta. Và xin thưa các anh chị là hiện nay thì chúng ta nói về cái việc bổ sung độ ẩm cho da thì mỹ phẩm có rất nhiều, vô cùng nhiều hãng bổ sung vào độ ẩm cho làn da. Tuy nhiên là làm sao bổ sung độ ẩm một cách chuyên sâu mà giải quyết được triệt để ba vấn đề chúng ta vừa nói xin thưa các anh chị, thì đó thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về bộ sản phẩm, mà cái bộ sản phẩm này cá nhân Quỳnh đã dùng và vô cùng yêu thích, đó là cái bộ sản phẩm Hydravi mà các anh chị đang quan sát ở bên tay của Quỳnh đây. Thì các anh chị biết rồi là chúng ta có thể nói rằng là Hydravi là bộ sản phẩm đầu tiên của Artistry tập trung chuyên sâu vào vấn đề là tăng cường khả năng giữ ẩm cho làn da của chúng ta. Và khi mà chúng ta nghiên cứu về cái cơ chế như Quỳnh vừa nói xin thưa các anh chị, thì mình phải khẳng định rằng là gì, là với Hydravi thì nó sẽ đưa cái việc giữ ẩm của làn da chúng ta lên một tầm cao mới. Tức là không chỉ là việc giữ ẩm thông thường mà can thiệp vào rất sâu các lớp tế bào bên trong da của chúng ta, kích hoạt vào kênh dẫn nước aquaporin như vậy. Vậy câu hỏi đặt ra là vậy thì trong cái bộ sản phẩm Hydravi này, chúng ta sẽ cùng bàn về hai khía cạnh. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng bàn về những cái cơ chế công nghệ có trong cái sản phẩm này, và thứ hai là chúng ta sẽ cùng bàn về xem là cái tác dụng của sản phẩm sẽ ra làm sao. Và điểm thứ hai là chúng ta sẽ đi sâu vào từng sản phẩm một để chúng ta cùng phân tích xem là cách dùng thế nào và lưu ý với từng sản phẩm là như thế nào. Trước tiên chúng ta sẽ bàn về các thành phần có trong sản phẩm này. Xin thưa các anh chị là chúng tôi vẫn nói vui rằng là khi mà nghiên cứu ra bộ sản phẩm Hydravi này thì thực sự là các nhà khoa học phải vô cùng gian nan, phải lên rừng, phải xuống bể để tìm ra những gì là tinh hoa nhất và tinh túy nhất để đưa vào cái sản phẩm này. Cái vai trò chính về sản phẩm này nó sẽ làm có vai trò là gì? Nó sẽ làm dịu mát làn da của chúng ta. Thứ hai là làm tươi mới làn da của chúng ta. Và thứ ba là mang lại một sức sống mới cho làn da của chúng ta. Quỳnh sẽ nói cách cụ thể hơn để các anh chị nhớ thế này là, và trong cái sản phẩm này sẽ có ba cái thành phần chính, đó là một là nước tại vùng vịnh của Na Uy, thứ hai là thành phần khoáng đá mũi hồng tại vùng Himalaya, và thứ ba là những cái tinh chất từ quả mọng acai được lấy tại vùng Hawaii này. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề làm dịu mát làn da. Các anh chị còn nhớ cái sơ đồ đầu tiên khi mà chúng ta nói về cơ chế tự vệ của da mình trước hiện tượng mất nước không ạ? Dưới cùng là gì ạ? Là kênh dẫn nước aquaporin này. Rồi trên nữa là chúng ta có các lớp tế bào biểu bì xếp chồng lên nhau. Và các anh chị nhớ là từng lớp tế bào biểu bì này cần phải có nhu cầu căng mọng đầy nước thì làn da mình mới có nhiều nước được. Và trên cùng là mình có một cái lớp hàng rào, cái lớp sừng mà các anh chị vừa nghe đó, lớp hàng rào bảo vệ trên cùng để khóa nước bên trong tế bào da của chúng ta. Bây giờ mình sẽ nói chuyên sâu vào cái lớp giữa này. Các anh chị biết rồi, các tế bào biểu bì của chúng ta đứng xếp thành một lớp rất là dày như vậy. Và chỉ khi nào mà từng tế bào biểu bì căng mọng đầy nước thì khi đó da mình mới có đủ độ ẩm cho làn da của chúng ta. Và các anh chị biết rồi là nếu như mà hiện tượng mà các lớp tế bào biểu bì này không có căng mọng, không có đầy nước thì sao ạ? Nó sẽ xẹp lại, nó hình thành những cái khoảng cách giữa các tế bào da với nhau. Và những khoảng cách này thì vô tình tạo ra cái lớp màng tế bào rất lỏng lẻo như vậy, và dễ gây tổn thương, dễ gây kích ứng da và làm da chúng ta bị cảm giác là căng rát khó chịu. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta lấy đâu ra nước để bổ sung vào cho những tế bào da này bây giờ? Thì xin thưa các anh chị là khi mà người ta nghiên cứu thì những cái nhà khoa học của Artistry phải tìm ra một cái nguồn nước tinh khiết nhất ở trên thế giới, thì đó chính là nguồn nước tinh khiết tại vùng vịnh hẹp Na Uy. Bởi vì ở đây chúng ta có những cái dòng sông băng mà đóng băng cách đây là 10.000 năm rồi. Và xin thưa các anh chị, 10.000 năm là gì ạ? 10.000 năm là cái thời kỳ mà trái đất của chúng ta còn chưa biết tới thế nào là sự ô nhiễm. Và đó được coi là nguồn nước tinh khiết nhất trên thế giới hiện nay. Và chúng ta mới tinh chế từ nguồn nước tại vùng vịnh hẹp Na Uy này để đưa vào cái bộ sản phẩm này, với cái vai trò là gì? Là mang các phân tử nước vào cái lớp tế bào da căng mọng mà chúng ta vừa nói. Nhưng câu hỏi số 2 là vậy thì việc chúng ta mang nước vào da của mình có dễ dàng hay không? Hay chúng ta cần một công nghệ gì đó? Thì xin thưa các anh chị là có rất nhiều anh chị, khách hàng, rồi nhà phân phối gặp Quỳnh và nói rằng là bây giờ bổ sung độ ẩm làm cái gì, mình rửa mặt bằng nước hàng ngày vậy là mình có đủ độ ẩm cho da của mình rồi, cần gì phải bổ sung bên ngoài nữa, rồi là chị cần gì đắp mặt nạ bằng cái sản phẩm mỹ phẩm bên ngoài làm gì, chị chỉ cần trái cây, rau củ chị đắp lên mặt là cũng có vitamin khoáng chất rồi. Các anh chị nhớ thế này là mọi thứ vào da của mình nó không hề dễ dàng một chút nào hết, xin thưa các anh chị.
Và bản chất các hãng mỹ phẩm, bên cạnh cái việc thành phần công nghệ ra, bên cạnh thành phần của họ ra, thì cái việc công nghệ làm sao để mang thành phần tốt vào sâu bên trong da là cả bài toán cực kỳ lớn. Cái chuyện chúng ta rửa mặt bằng nước hàng ngày, xin thưa các anh chị, thì có đổ ẩm cho da hay không? Câu hỏi là có, nhưng chỉ bổ sung một độ ẩm tức thì phía rất bên ngoài da của chúng ta mà thôi. Việc rửa mặt bằng nước như vậy thì vẫn chưa đủ những cái công nghệ và độ ẩm để mang vào sâu bên trong da của chúng ta. Mà muốn mang các phân tử nước vào sâu bên trong da của chúng ta thì chúng ta sẽ cần tới một cái gọi là công nghệ. Và xin thưa các anh chị là một cái công nghệ độc quyền của Artistry đã được bằng phát minh sáng chế, đó là công nghệ liposome. Và chúng ta hãy cùng xem là cái công nghệ liposome này sẽ giúp mang các phân tử nước mà vùng vịnh Na Uy chúng ta vừa nói vào sâu bên trong làn da của mình như thế nào. Cái lớp liposome này, các anh chị là người ta gọi là cái quả cầu liposome này, thì nó sẽ có một cái lớp màng lipid. Cái lớp màng lipid này sẽ có một cấu trúc tương thích y chang như lớp màng tế bào da của các anh chị. Và bên trong cái lớp màng này sẽ có lớp nhân rỗng ở bên trong để chứa những thành phần mà cần mang sâu ở bên trong da của chúng ta. Ví dụ như trong trường hợp này, chúng ta cần bổ sung nước tại vùng vịnh Na Uy vào sâu bên trong các tế bào da chẳng hạn, thì những quả cầu liposome này sẽ ngậm nước ở bên trong như vậy. Và các anh chị biết là cái lớp màng của nó thì tương thích y chang như màng tế bào da của chúng ta, và bằng con đường đó thì mới giúp quả cầu liposome này mang các phần tử nước vào sâu bên trong tế bào da của chúng ta. Và chúng ta nói cái chuyện là gì? Là bộ sản phẩm Hydravi đưa việc giữ ẩm lên một tầm cao mới vào sâu bên trong da của chúng ta. Nó là khía cạnh như vậy, đó là công nghệ liposome. Như vậy thì với cái thành phần đầu tiên ấy, là nước từ vùng vịnh hẹp Na Uy, là chúng ta đã bổ sung vào trực tiếp các lớp tế bào biểu bì da của chúng ta rồi bằng công nghệ liposome. Và bằng cái con đường này thì da chúng ta được làm dịu mát hơn. Thế còn chúng ta sẽ cùng bàn đến một cái thành phần thứ hai nữa cũng rất quan trọng có trong bộ sản phẩm này. À, như Quỳnh có nói các anh chị rồi là để nghiên cứu ra cái bộ sản phẩm này thì chúng ta phải lên rừng và xuống biển, đúng không ạ? Bây giờ là mình đã xuống biển rồi, bây giờ phải lên núi, xin thưa các anh chị. Thì trong rất nhiều những cái nghiên cứu để tìm ra một cái thành phần nào đó mà tốt cho da của chúng ta, thì các nhà khoa học mới tìm ra một thành phần vô cùng kỳ diệu, đó là khoáng đá muối hồng tại vùng Himalaya. Tại sao mà thành phần này đặc biệt lại như vậy? Thì các anh chị lưu ý là cái khoáng đá muối hồng này có hai vai trò. Cái vai trò một là gì? Là nó sẽ có bổ sung những khoáng chất cần thiết cơ bản để làn da khỏe mạnh. Rõ ràng là chúng ta muốn có một làn da khỏe mạnh, chúng ta cần có làn da có những khoáng chất cơ bản ở bên trong thì mới có làn da khỏe mạnh được. Nhưng mà thành phần khoáng đá muối hồng này được chứng minh là có một cái vai trò quan trọng nhất, đó là sao ạ? Nó có vai trò là nó sẽ làm tươi mới làn da của chúng ta bằng cách là nó kích hoạt vào hệ thống kênh dẫn nước aquaporin. À, các anh chị còn nhớ về cái sơ đồ mà Quỳnh nói đầu tiên liên quan tới cái cấu trúc của da chúng ta trước cái hiện tượng mất nước không ạ? Dưới cùng là mình có kênh dẫn nước aquaporin này, xong trên nữa là các tế bào da biểu bì xếp chồng lên nhau này, và trên cùng là lớp hàng rào ở lớp tế bào sừng để bảo vệ, được không ạ? Thì các anh chị lưu ý thế này, chúng ta sẽ cùng nói sâu hơn về kênh dẫn nước aquaporin này để xem là cái kênh dẫn nước này đặc biệt như thế nào và tại sao khoáng đá muối hồng lại quan trọng trong bộ sản phẩm này như thế. Xin thưa các anh chị là cái kênh dẫn nước aquaporin này ấy, nó là một cái kênh mà vốn có tự nhiên trong da của chúng ta, tức là ai cũng có sẵn rồi. Nhưng mà chúng ta trước đây là chúng ta chưa biết tới. Nhưng mà khi mà phát hiện ra cái kênh dẫn nước này thì lập tức là cái công trình phát hiện này được trao một cái giải Nobel về mặt y học trong chuyện là nghiên cứu ra cái kênh dẫn nước này. Và cái điểm kỳ diệu là gì? Là kênh dẫn nước ở phía dưới cùng lớp biểu bì da của chúng ta này thì nó sẽ có cái vai trò là giúp điều tiết hệ thống nước cho các tế bào da của chúng ta. Nghĩa là nó sẽ tự tìm tới. Chúng ta nếu mà ví một cách nôm na mộc mạc hơn ấy, thì mình có thể hiểu rằng nó như một cái hệ thống gọi là tưới tiêu, xin thưa các anh chị. Tức là nó sẽ giúp mang nước tới các tế bào da khác nhau và nó sẽ tìm xem là cái tế bào da nào mà thiếu nhiều nước thì nó sẽ bổ sung nhiều nước, nhiều độ ẩm hơn. Tế bào da nào mà ít nước hơn thì nó sẽ bổ sung nhiều hơn. Tế bào da nào mà bị nhiều nó sẽ bổ sung ít hơn, vân vân. Thì đó là cái vai trò của kênh này. Nhưng vấn đề đặt ra là gì? Khi chúng ta càng có tuổi, chúng ta càng lão hóa bao nhiêu thì cái hoạt động của kênh dẫn nước này, cái kênh aquaporin này nó càng kém bấy nhiêu và dẫn tới tình trạng là chúng ta bị mất cân bằng nước trên bề mặt tế bào da của chúng ta. Thì thành phần khoáng đá muối hồng sẽ có vai trò vô cùng quan trọng là gì? Là nó giúp kích hoạt vào kênh dẫn nước aquaporin này để giúp kênh này hoạt động khỏe mạnh hơn, cân bằng tốt hơn và bởi vậy mà giúp chúng ta mang nước đồng đều tới các tế bào da hơn và làn da của mình trông tươi mới hơn. Thì đấy là cái vai trò thứ hai. Như vậy là chúng ta đã bàn về lớp dưới cùng rồi, là để bổ sung vào kênh dẫn nước aquaporin này chúng ta có thành phần là khoáng đá muối hồng lấy tại vùng Himalaya. Thế còn trên nữa là các tế bào biểu bì xếp chồng lên nhau có nhu cầu căng mọng đầy nước thì chúng ta đã có nước vùng vịnh Na Uy với công nghệ là liposome giúp mang vào tận sâu bên trong tế bào da của chúng ta. Vậy các anh chị còn nhớ không ạ? Còn lớp trên cùng, lớp hàng rào ở trên lớp tế bào sừng thì sao ạ? Quỳnh còn nói các anh chị lúc đầu rồi là chính lớp hàng rào này có hai vai trò vô cùng quan trọng.
Những lớp tế bào sừng này sẽ đứng và liên kết chặt chẽ với nhau, hay có nơi chúng ta còn gọi lớp này là lớp tie junction, thì chính lớp này sẽ có vai trò là liên kết các tế bào sừng với nhau thành một lớp hàng rào rất chặt chẽ và khỏe mạnh. Lớp hàng rào này càng khỏe mạnh bao nhiêu thì nó lại càng khóa nước bên trong tốt bấy nhiêu, nghĩa là nó ngăn ngừa quá trình bay hơi nước từ bên trong ra bên ngoài nhiều. Đồng thời là lớp hàng rào này càng khỏe mạnh bao nhiêu thì cái việc vi trùng vi khuẩn tấn công vào lại càng khó bấy nhiêu và làn da mình lại càng khỏe mạnh bấy nhiêu. Vậy câu hỏi đặt ra là bộ sản phẩm Hydravi này có cái công nghệ nào hay là có thành phần nào can thiệp vào cái lớp hàng rào này hay không? Thì xin thưa các anh chị là chúng ta có một thành phần thứ ba rất quan trọng ở trong cái bộ sản phẩm này. Đó chính là thành phần từ quả mọng Acai. Các anh chị đã biết rồi là quả mọng Acai thì được chứng minh rằng là gì? Đây là một trong những loại quả mà có cái vai trò là chống oxy hóa hàng đầu trong số giới thực vật trong tự nhiên. Và thực tế thì quê hương của cái trái Acai này không phải là Hawaii mà là Brazil. Nhưng mà khi mà chúng ta nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là tại mặc dù Brazil là quê hương của cái trái Acai này, nhưng mà tại cái vùng Hawaii thì cái trái Acai này mới cho một cái chất lượng, mới cho một cái khả năng chống oxy hóa tốt nhất. Và những nhà khoa học của Artistry thì đã tinh chế từ quả mọng Acai tại vùng Hawaii này đưa vào cái bộ sản phẩm này với một cái ý đồ là gì? Là gia tăng khả năng chống oxy hóa cho tế bào da của chúng ta để bổ sung trực tiếp vào cái lớp sừng ở trên cùng này và làm cho lớp hàng rào này bảo vệ khỏe mạnh hơn. Như vậy đồng nghĩa với việc là gì? Là nó sẽ giúp khóa lại các phân tử nước bên trong tế bào da và giữ độ ẩm của da chúng ta tốt hơn, đồng thời là ngăn chặn những tác nhân bên ngoài tấn công vào da của mình tốt hơn. Và bằng cái con đường đó thì chúng ta sẽ có một làn da tươi mới và giàu sức sống hơn. Như vậy thì khi chúng ta nói về thành phần có trong cái bộ sản phẩm này, thực tế thì khá đơn giản để các anh chị có thể nhớ thôi, là các anh chị sẽ nhớ theo khía cạnh là chúng ta sẽ nhớ về cái sơ đồ rất quan trọng về cái sự đề kháng da chúng ta liên quan tới sự mất nước và thiếu độ ẩm. Và từng thành phần trong bộ Hydravi đều can thiệp trực tiếp vào các yếu tố này. Và để chốt lại cái phần về công nghệ và thành phần này thì Quỳnh xin phép được nêu ngắn gọn cho các anh chị một lần nữa thôi. Các anh chị vui lòng là hình dung giúp Quỳnh. Cái phần này chúng ta có thể hình dung mà không cần slide cũng được. Khi da chúng ta bị mất nước và mất độ ẩm tự nhiên thì chúng ta có một cơ chế gì hay không? Các anh chị nhớ cái chỗ này là rất quan trọng để nhớ được cái thành phần của bài này. Chúng ta có một cơ chế vô cùng thông minh. Dưới cùng của da chúng ta, dưới cùng lớp biểu bì là hệ thống kênh dẫn nước aquaporin. Và hệ thống kênh dẫn nước này sẽ có vai trò là gì? Là như một hệ thống tưới tiêu mang các phân tử nước tới các tế bào da khác nhau. Và trên cái hệ thống kênh dẫn nước này là và để can thiệp hệ thống kênh dẫn nước này, chúng ta có một thành phần rất quan trọng, đó là khoáng đá muối hồng tại vùng Himalaya có trong bộ sản phẩm này. Trên kênh dẫn nước này chúng ta có nhiều tế bào biểu bì da xếp chồng lên nhau. Khi chúng ta nói rằng là tôi muốn có một làn da căng mọng đủ độ ẩm, đồng nghĩa với việc là chúng ta đang muốn các tế bào da này phải căng mọng và đủ nước. Chúng ta dùng thành phần thứ hai là nước tại vùng vịnh Na Uy để bổ sung vào các tế bào biểu bì da này, nhưng với một công nghệ là công nghệ liposome. Vì sao? Bởi vì mọi thứ thẩm thấu ra chúng ta không hề dễ dàng một chút nào hết. Và ở phía trên cùng là lớp tế bào sừng. Lớp tế bào sừng này càng khỏe mạnh bao nhiêu thì khả năng khóa lại nước trong tế bào da càng tốt bấy nhiêu. Và để làm lớp tế bào sừng này khỏe mạnh hơn thì chúng ta sẽ dùng tới một thành phần nữa, đó là thành phần quả mọng Acai tại vùng Hawaii với khả năng chống oxy hóa rất tuyệt vời. Và với ba tác động như vậy thì bộ sản phẩm này sẽ có vai trò rất tuyệt vời trong chuyện là đem lại khả năng giữ ẩm tối ưu cho làn da của chúng ta, làm làn da của chúng ta dịu mát hơn, tươi mới hơn và có sức sống hơn. Và cũng không có gì ngạc nhiên cả khi bất cứ ai dùng bộ sản phẩm Hydravi này đều cảm thấy là vô cùng bằng lòng. Xin thưa các anh chị là trong quá trình mình bàn về chăm sóc da thì nó có rất nhiều các chủ đề khác nhau. Chủ đề về độ ẩm, độ mất nước của da, chủ đề về sắc tố làn da, chủ đề về sạm nám, tàn nhang, lão hóa vân vân, có rất nhiều các chủ đề khác nhau. Nhưng mà thực sự là với độ ẩm và độ mất nước của làn da thì lại dường như lại là một cái chủ đề mà chúng ta dễ dàng giải quyết nhất và giải quyết nhanh gọn nhất với bộ Hydravi này. Và hầu hết những khách hàng hay là nhà phân phối mà tới gặp Quỳnh để tư vấn về bộ sản phẩm này và đã xài thử rồi thì hầu như là đều bằng lòng hoàn toàn với kết quả của nó. Và các chị có biết không là thậm chí là có những khách hàng mà da rất bị khô. Ngoài Hà Nội, miền Bắc chúng ta có một cái mùa là mùa đông đúng không ạ? Mùa đông miền Bắc thì da rất là khô và người nào da khô mà gặp cái miền Bắc, mùa đông miền Bắc thì thực sự rất là khó chịu. Da căng da, rát da và thậm chí là còn nứt cả những cái đường kẽ nhỏ trên da chúng ta nữa các anh chị. Và thậm chí là họ đã từng xài rất nhiều những cái sản phẩm mỹ phẩm, dưỡng ẩm nhưng họ vẫn cảm thấy là kết quả dưỡng ẩm chưa bằng lòng. Thì ngay cả những khách hàng như vậy thôi mà xài bộ Hydravi một lần thôi với những công nghệ mà chúng ta vừa nói tới thì cũng vô cùng là hiệu quả. Vậy thì cụ thể là bộ sản phẩm Hydravi này nói như vậy rồi, nhưng mà thực tế bây giờ là bộ sản phẩm này sẽ gồm có những sản phẩm nào bây giờ? Và thứ hai là ai, đối tượng nào thì nên là người dùng dạng bộ sản phẩm này? Có một câu chuyện thực tế mà Quỳnh thấy trong những lớp học về Artistry, đó là gì? Chúng ta sẽ có một thói quen rằng là các anh chị học cái bộ sản phẩm nào sẽ cảm thấy mình vô cùng yêu sản phẩm đó và muốn xài ngay sản phẩm này.
Ví dụ như là ngày số 1 khi chúng ta học về bộ sản phẩm Hydravi, trong những cái lớp 1 mà chúng ta học trên Artistry 1 đó ạ. Thì ngay khi học sau buổi này xong, rất nhiều anh chị nói rằng là tôi yêu và tôi muốn xài hết bộ Hydravi này. Cái xong buổi thứ hai mình học về Ideal Radiance, sau chúng ta lại cảm thấy là buổi thứ hai bộ Ideal nó quá là hay trong chuyện làm mờ các vết sạm nám và tàn nhang, làm mờ đều màu da của chúng ta hơn. Và anh chị lại muốn xài bộ Ideal Radiance. Đến buổi thứ ba học về Tristan về lão hóa da, thì mình lại cảm thấy là ôi cái bộ này nó thực sự là rất là tuyệt vời. Và học xong thành phần tính năng công nghệ thích quá và mình muốn xài cả túi stand luôn. Rồi là supplement, rồi tất cả các sản phẩm, cái gì mình cũng muốn xài hết. Nhưng xin thưa các anh chị là khi mà chăm sóc da, một điểm rất quan trọng là gì? Là chúng ta cần phải hiểu là tại cái thời điểm này, cái vấn đề về da mình cần ưu tiên giải quyết là vấn đề gì? Và cái bộ sản phẩm tập trung vào giải quyết vấn đề nào của mình, chứ không phải sản phẩm nào mình cũng muốn xài hết từ A đến Z trọn bộ như vậy thì nó thực sự rất là khó. Hôm nay mình sẽ nói về Hydravi. Vậy thì cụ thể là với khả năng cung cấp độ ẩm như vậy cho tế bào da như vậy, bổ sung nước cho tế bào da như vậy, thì những người nào phù hợp với Hydravi? Và các chị phải nắm rất kỹ yếu tố này trước khi chúng ta học về từng sản phẩm này. Phân tích như vậy rồi thì mình sẽ thấy rằng là những đối tượng sau đây là phù hợp với bộ Hydravi này. Thứ nhất, đương nhiên rồi, những người có làn da khô, căng, rát, bong chóc, rồi thiếu độ ẩm và thiếu nước là đối tượng đầu tiên cần dùng bộ sản phẩm này. Và đấy là đối tượng mà xin các chị là dùng xong lại cảm thấy hiệu quả một cách rất là rõ rệt. Đối tượng thứ hai là thế này, nền da của chúng ta chưa khỏe mạnh. Xin thưa các anh chị là hiện tượng da chúng ta bị khô, bị mất nước sẽ dẫn đến một cái tình trạng thôi là chúng ta chưa có một cái nền da khỏe mạnh. Vậy thì những ai đang mong muốn mình có một nền da khỏe mạnh hơn thì đó sẽ là khách hàng của cái bộ sản phẩm này. Vậy thì những người thế nào thì cần một cái nền da khỏe mạnh? Thông thường những cái người mà chúng ta chưa bao giờ mà xài mỹ phẩm chẳng hạn, nhưng mà mình mới tập xài mỹ phẩm thôi, thì cũng có thể bắt đầu từ cái bộ cơ bản như thế này. Hoặc là chúng ta đã dùng những sản phẩm bên ngoài, hoặc là da chúng ta bị tổn thương sau một liệu trình nào đó rồi và mình mới ngưng một thời gian đủ theo quy định để có thể xài trở lại mỹ phẩm, thì hãy bắt đầu từ việc cho bạn một cái nền da khỏe mạnh hơn bằng cái bộ sản phẩm này. Hoặc những cái bạn mà mới bước qua tuổi dậy thì da còn rất là khỏe, trẻ, đẹp, chưa có nhiều những vấn đề về lão hóa da mà phải quan tâm lắm, và chúng ta muốn duy trì một nền da khỏe mạnh chẳng hạn, hoặc là chúng ta muốn có một cái ngăn ngừa lão hóa lâu dài trong tương lai chẳng hạn, thì đây là bộ sản phẩm vô cùng phù hợp. Như vậy, những người da khô, da mất nước, căng rát, bong chóc, sần sùi, những người nào muốn có một cái nền da khỏe mạnh hơn thì đó sẽ là đối tượng, hoặc là những người mới tập làm quen với mỹ phẩm mà còn băn khoăn về sức khỏe làn da của mình thì đó sẽ là đối tượng của bộ sản phẩm Hydravi này. Và điểm thứ hai là trong bộ sản phẩm Hydravi này thì tất cả những thành phần tính năng công nghệ chúng ta đều có hết, xin thưa các anh chị. Chúng ta vừa nói về quả bóng Archive, chúng ta vừa nói về thành phần khoáng đá muối hồng tại vùng Himalaya, chúng ta vừa nói về thành phần nước tại vùng vịnh Na Uy với công nghệ liposome, thì tất cả đều có trong cái bộ sản phẩm này. Tuy nhiên ngày hôm nay khi nói về bộ sản phẩm này thì Quỳnh sẽ nhấn mạnh một chút với các anh chị theo, chúng ta sẽ nói theo trình tự sử dụng. Tuy nhiên riêng cái chai tinh chất Hydration mới là một chai vô cùng quan trọng và Quỳnh sẽ để nói ở cuối cùng trong buổi ngày hôm nay. Đây là một cái bộ sản phẩm và các anh chị biết rồi, đây là một số sản phẩm ngắn gọn mà chúng tôi chọn tới thôi. Còn riêng một bộ sản phẩm này sẽ gồm có là, thứ nhất chúng ta sẽ có là gel rửa mặt, thứ hai là dung dịch cân bằng da, thứ ba là tinh chất Hydration, thứ tư là gel dưỡng da vùng mắt, thứ năm là gel làm tươi mới làn da, số 6 là gel dưỡng giúp làm tươi mới làn da và số 7 là mặt nạ dưỡng ẩm. Như vậy là có 7 sản phẩm ở trong bộ sản phẩm này. Và trong 7 sản phẩm này, với nguyên tắc xài mỹ phẩm, xin thưa các anh chị là bao giờ cũng vậy, các bước xài các anh chị đều nắm được rồi, là những bước cơ bản đầu tiên là làm sạch, bao gồm cái bước rửa mặt và cân bằng da, xong kế tiếp là bước chúng ta xài các sản phẩm gọi là tinh chất, và cuối cùng sẽ là dưỡng và bảo vệ làn da. Kem mắt thì có hai cách xài, một là anh chị có thể xài ngay sau bước cân bằng da, hoặc thứ hai là mình dưỡng hết xong mình quay lại xài vùng mắt thì cũng không sao cả. Và Quỳnh xin phép đi theo trình tự là chúng ta dùng cái nào trước thì Quỳnh sẽ nói trước về sản phẩm đó, cái nào mà dùng sau thì mình sẽ nói sau, được không ạ? Thứ nhất là đây là cái chai gel rửa mặt và các anh ta gọi là gel rửa mặt của Hydravi. Xin thưa các anh chị là khi chúng ta bàn về sữa rửa mặt thì các anh chị lại phải nhớ giúp Quỳnh có hai khái niệm. Một là sữa rửa mặt dưỡng da và thứ hai là sữa rửa mặt thông thường. Thế thì sữa rửa mặt thông thường là gì? Là những sản phẩm rửa mặt thông thường chỉ có vai trò làm sạch thôi, làm sạch một số cái lớp bụi bẩn hay là dầu bám dính ngoài da của chúng ta như vậy thì là rửa mặt thông thường. Tuy nhiên một điểm mà đáng băn khoăn hiện nay trên thị trường là gì? Là một số cái sản phẩm rửa mặt thông thường thì chỉ tập trung vào chuyện là làm sạch bề ngoài từ dầu đến độ ẩm và đến cái hiện tượng gọi là bụi bẩn trên da mà thôi, mà không quan tâm đến việc giữ lại độ ẩm cơ bản cho da của chúng ta ngay sau bước rửa mặt. Và đó là lý do vì sao một số khách hàng khi rửa xong các chị cảm thấy là tại sao mà em rửa mặt xong da em cứ căng rát, nó khó chịu thế này. Nhưng các chị biết không, rửa mặt dưỡng da là rửa mặt cao cấp hơn, đòi hỏi đầu tư hơn rất là nhiều, là cái chuyện ngoài chuyện cơ bản là anh phải làm sạch bụi bẩn,
anh lấy lớp dầu thừa bên ngoài da đi rồi, thì một cái sản phẩm rửa mặt dưỡng da phải yêu cầu là gì? Phải giữ được độ ẩm tối thiểu cho làn da để ngăn cho làn da không bị kích ứng da và làm dịu da khi rửa xong. Và một điểm nữa là bên trong cái chai rửa mặt đó cũng phải chứa những dưỡng chất để bước đầu cung cấp vào làn da của chúng ta, để cải thiện da của chúng ta. Thì các anh chị đang có một cái chai rửa mặt của Hydavi đây, và đây là một cái chai rửa mặt dưỡng da chứ không chỉ là một chai rửa mặt thông thường. Và cảm nhận vô cùng rõ rệt là những anh chị nào mà xài cái chai này xong rồi, cái cảm nhận rõ rệt nhất là hiện tượng là da chúng ta vừa sạch dầu, vừa sạch bụi bẩn, nhưng trên da mặt chúng ta đang còn một cái độ ẩm rất cơ bản khi chúng ta mới xài xong. Và hầu hết cái hiện tượng là rửa mặt bằng cái chai rửa mặt này xong rồi mà bị kích ứng hay căng rát da thì với cá nhân Quỳnh là chưa hề gặp. Khi mà chúng ta nói về mỹ phẩm thì xin thưa các anh chị là cái kích ứng dị ứng nó là một chủ đề rất là bình thường. Đơn giản, đôi khi nó chỉ là cái phản ứng da mình làm quen với một chất mới thôi. Và chuyện đấy cũng rất là bình thường trong mỹ phẩm, bất kỳ hãng nào cũng vậy. Tuy nhiên với cá nhân Quỳnh ấy, thì với cái chai rửa mặt này ấy, là Quỳnh chưa thấy một khách hàng nào của Quỳnh bị kích ứng da hết, và rửa xong ai cũng cảm thấy vô cùng bằng lòng và rất là dễ chịu. Cách rửa mặt các anh chị biết rồi, Quỳnh xin phép là ôn lại thôi, tại vì chúng ta đã học rất nhiều rồi. Là khi rửa mặt, bước đầu tiên chúng ta vui lòng làm sạch cái bàn tay của chúng ta đã các anh chị, điều này rất là quan trọng. Các anh chị đi xa về nhớ phải làm sạch bàn tay bằng nước rửa tay trước đã, sau đó chúng ta sẽ làm ướt gương mặt của mình và lấy ra một cái lượng sản phẩm vừa phải thôi, bằng một hạt bắp, tăng giảm tùy theo từng gương mặt của các anh chị, tại vì các anh chị sẽ hình dung thế nào là vừa nhất với cái tiết diện gương mặt của mình. Sau đó chúng ta sẽ tạo bọt, và tạo bọt xong thì mình sẽ tiến hành rửa mặt trong vòng là từ 30 giây cho tới 1 phút. Và chúng ta lưu ý là trong cái bước rửa mặt này thì chúng ta không nên rửa lâu hơn, bởi vì là chúng ta càng rửa mặt lâu thì da chúng ta lại càng bị khô và bị mất cân bằng độ ẩm bên trong bên ngoài nhiều hơn. Cho nên chỉ từ 30 giây đến 1 phút là thôi, là đủ rồi. Và thứ hai là chúng ta sẽ massage mặt tác động theo những cái chiều mà ngược với chiều lão hóa của làn da chúng ta. Cụ thể là chúng ta sẽ rửa massage xoắn ốc theo chiều là từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Thì đó là cái thao tác cái bước rửa mặt này. Câu hỏi đặt ra là vậy thì sau khi rửa mặt xong rồi thì đã đủ làm sạch da chúng ta hay chưa các anh chị? Thì câu bước này, cái bước làm sạch này, chúng ta còn một cái sản phẩm thứ hai rất quan trọng nữa, đó là dung dịch cân bằng da. Chúng ta cũng có một cái chai cân bằng da của Hydravi. Cái dung dịch cân bằng da này đôi khi chúng ta hay chủ quan và bỏ qua cái sản mỹ phẩm, nhưng xin thưa các anh chị, vai trò của cân bằng da nó vô cùng quan trọng. Nó là bước làm sạch sâu thứ hai sau bước rửa mặt này. Thứ nhất là khi chúng ta mới rửa mặt xong thì trên da chúng ta có một cái sự chênh lệch về độ pH và độ ẩm trên da của chúng ta, cũng như bên trong và bên ngoài da của chúng ta. Thì chính những cái chai cân bằng da sẽ có vai trò là gì? Là cân bằng lại độ ẩm, độ pH trên làn da của chúng ta. Và các anh chị biết rồi, khi chúng ta cân bằng độ ẩm rồi thì lỗ chân lông sẽ sạch và sẽ mở ra hơn và sẵn sàng đón các bước dưỡng kế tiếp vào tốt hơn. Cho nên nếu chúng ta quên đi chai dung dịch cân bằng da thì vô tình chúng ta đang phần nào làm giảm bớt hiệu quả của những chai tinh chất và dưỡng kế tiếp mình sẽ sắp xài tới trong cái sản phẩm này. Và cái cách xài cái chai cân bằng da này cũng vô cùng đơn giản thôi. Đó là trong cái chai cân bằng da này, các anh chị sẽ lấy ra, chúng ta sẽ dùng một cái bông gòn bông cô tông và sẽ lấy ra một cái lượng bằng một lòng ngón tay và ướt đều hai cái mặt bông cô tông này. Sau đó chúng ta sẽ làm đều lên toàn bộ gương mặt của chúng ta. Đấy là bước thứ hai là xài tới dung dịch cân bằng da. Sau cân bằng da xong rồi thì chúng ta xài tới một sản phẩm thứ ba là gel dưỡng da vùng mắt. Thì lưu ý các anh chị là chúng ta có hai cách để xài gel dưỡng da vùng mắt. Thứ nhất là chúng ta có thể xài ngay sau bước cân bằng da này, hoặc thứ hai là chúng ta xài hết lớp tinh chất và dưỡng đi và cuối cùng mình quay trở về vùng mắt cũng được. Bởi vì mắt nó là một cái vùng da hoàn toàn riêng biệt và nó không liên quan tới các kem dưỡng xung quanh. Có lẽ là nói về chủ đề về gel dưỡng da vùng mắt và cách chăm mắt này thì chúng ta còn nói cả buổi cũng không hết được, xin thưa các anh chị. Bởi vì mắt nó là một cái bộ phận vô cùng đặc thù, cái vùng da mắt là bộ phận vô cùng đặc thù với làn da của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay thì Quỳnh sẽ phép nói ngắn gọn thôi về chuyện là gel dưỡng da vùng mắt, là ý thức về nó là phải như thế nào và mình chăm thế nào cho nó hợp lý. Khi chúng ta quan sát trên gương mặt của chúng ta, xin thưa các anh chị, thì có hai vùng da mà dễ để lộ nhất tuổi các anh chị, đó là vùng mắt và vùng da cổ của chúng ta. Các anh chị lưu ý là khi chúng ta quan sát trên toàn bộ gương mặt của chúng ta thì vùng mắt và vùng cổ là hai vùng da dễ để lộ tuổi nhất. Vùng cổ vì sao bị lộ tuổi? Tại vì vùng cổ là vùng chúng ta lười chăm sóc nhất. Thực tế nguyên tắc là da mặt mình chăm sao thì da cổ mình chăm y chang như vậy, nhưng mà thực tế chúng ta lại hơi lười chăm sóc cái vùng da cổ này. Thế còn vùng da mắt vì sao mà dễ để lộ các biểu hiện về lão hóa da? Bởi vì đây là vùng da mỏng nhất, yếu nhất trên gương mặt của chúng ta, mỏng manh nhất. Tại vùng mắt các anh chị biết không, là da rất là mỏng và da không có thể điều tiết ra nhiều cái mồ hôi dầu ở đây để tự bảo vệ và giữ độ ẩm cho da của chúng ta. Cho nên cứ khi lão hóa da thì vùng mắt sẽ là vùng da chúng ta bị lão hóa đầu tiên. Và các biểu hiện của lão hóa da mắt là gì ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện những vết chân chim này, rồi là hiện tượng da mắt bị khô, hình thành những cái nếp nhăn, đường nhăn, rồi rãnh nhăn, rồi đồng thời là chúng ta bị hiện tượng là gì ạ? Là sụp mí này, thâm quầng, rồi bọng mắt.
bị sụp mí, rồi thâm quầng, bọng mắt vân vân, thì tất cả đó là những cái biểu hiện của chúng ta bị lão hóa da mắt. Riêng về vùng da mắt, xin thưa các anh chị, là cái chuyện ý thức về nó thôi chưa đủ. Tại vì ý thức là gì? Là tôi mong muốn là làm sao bây giờ mắt tôi cải thiện đẹp hơn bây giờ, thì không có hành động gì cả, thì chưa có kết quả gì hết. Nhưng mà ngay cả ý thức mà dẫn tới hành động là anh chị mua mỹ phẩm về xài rồi thì vẫn chưa đủ, xin thưa các anh chị. Mà nó cần là gì ạ? Cần xài mỹ phẩm đúng cách và cần một thói quen sinh hoạt hợp lý mới có thể cải thiện vùng da mắt của chúng ta được, xin thưa các anh chị. Thế thì chúng ta sẽ nói về cách mà chúng ta xài kem dưỡng da vùng mắt là như thế nào. Cái gel dưỡng da vùng mắt của Hydrovi này thì cực kỳ phù hợp để cung cấp độ ẩm cơ bản cho làn da của chúng ta. Cho nên những khách hàng nào mà cảm thấy da mắt mình bị khô hoặc có một số nếp nhăn, đường nhăn nhẹ thì rất phù hợp với cái sản phẩm này. Các anh chị lưu ý là trong chăm sóc da thì có hai cái người mà luôn đi kèm với nhau, như một đôi bạn như hình với bóng, đó là khô và nhăn. Cứ khi nào mà vùng nào có da khô, ở đó sẽ có các nếp nhăn và đường nhăn kèm theo vì các tế bào nó xếp lớp lại, hình thành những cái rãnh nhăn như vậy. Vậy thì những cái người nào mà mắt chúng ta có một số nếp nhăn, đường nhăn, vết chân chim mờ chẳng hạn, thì chúng ta cần tới cái gel dưỡng của Hydrovi này. Hoặc là những anh chị nào mà mắt đang khỏe, rất nhiều bạn trẻ mà mới vào chăm sóc da, mắt đang rất là đẹp, vùng da mắt chưa có nhiều vấn đề gì về lão hóa da lắm và chỉ muốn là da mắt mình khỏe như vậy thôi và để ngăn ngừa cái lão hóa sau này thôi, thì khi đó cái gel dưỡng da vùng mắt của Hydrovi là lựa chọn vô cùng sáng suốt cho chúng ta. Và cách dùng là với gel dưỡng da vùng mắt này, chúng ta sẽ lấy ra một lượng bằng một hạt tiêu sọ cho mỗi bên mắt như vậy. Và chúng ta sẽ thoa theo chiều là 360 độ. Tức là thế này ạ, thoa theo chiều 360 độ. Nhưng anh chị quan sát thế này. Và rất lưu ý giúp Quỳnh là các anh chị biết không ạ, riêng cái vùng mắt này ấy, ở phía dưới là mình có thể thoa hơi sát đường cạnh mắt một chút xíu được, không sao. Nhưng cái vùng phía trên ấy, là mình sẽ thoa sát chân mày. Lý do bởi vì là kết cấu của kem mắt là dạng kết cấu rất dịu nhẹ và thẩm thấu rất là nhanh. Để thẩm thấu được vào cái vùng da mắt này, cho nên mình sẽ thoa tháp vùng chân mày này thì tự động kem mắt thẩm thấu xuống các vùng dưới bọng mắt của mình rồi. Rất nhiều anh chị là khi mà thoa là chúng ta bị thoa kem mắt vào cái vùng bầu mắt phía trên của mình. Và cách này sẽ làm cho kem mắt thẩm thấu vào bên trong mắt chúng ta và gây hiện tượng là cay mắt và chúng ta bị chảy nước mắt, thì đó là cách thoa mà không đúng cách lắm. Một lưu ý thứ hai là riêng với vùng da mắt này, các anh chị lưu ý là nó chỉ được dùng sản phẩm chỉ định dành cho nó mà thôi. Ví dụ, rất nhiều anh chị chúng ta thoa những sản phẩm kem dưỡng cho vùng mặt lên vùng mắt chẳng hạn thì hoàn toàn không phù hợp với mặt cơ chế và thậm chí đôi khi có thể dẫn tới hiện tượng là chúng ta bị thừa dưỡng chất trên làn da mà vùng mắt không hấp thụ hết và dẫn tới một số những cái tác dụng phụ với vùng da mắt này. Cho nên lưu ý là riêng với vùng da mắt này là chỉ xài kem mắt mà thôi. Và anh chị lưu ý là với vùng mắt mình nói gọn lại là thứ nhất là phải ý thức với nó, thứ hai là phải xài mỹ phẩm đúng cách, và thứ ba là phải kết hợp với một thói quen sinh hoạt tốt và đều đặn thì mới hy vọng cải thiện tối đa được. Và nếu như trên gương mặt của chúng ta có một vùng da đầu tiên cần phải chăm sóc để giấu độ tuổi của mình thì đó phải là vùng da mắt, xin thưa các anh chị. Sau cái chai gel làm tươi mới làn da, là cái chai các anh chị gọi là một giọt nước, thì các anh chị lưu ý rằng là thế này, là trong hai chai dưỡng chất này chúng ta có thể dùng cho mọi loại da chứ không phân biệt là khô hay là dầu. Nguyên tắc là mình sẽ xài cả hai chai dưỡng này, tuy nhiên là mỗi chai sẽ có một tính chất đặc trưng các anh chị cần phải lưu ý hơn. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về cái chai một giọt nước anh chị hay gọi đấy, hoặc là mình cái tên của nó là gel làm tươi mới làn da. Thì trong cái chai này sẽ có hết những thành phần, tính năng, những công nghệ để làm dịu mát và làm giảm cái cảm giác là nóng rát trên gương mặt của chúng ta. Và cái điểm tuyệt vời nhất khi mà chúng ta nghiên cứu là gì, là thông thường với những anh chị mà có làn da thiếu độ ẩm, dù da khô hay da dầu cũng vậy các anh chị, mà khi da mình bị thiếu độ ẩm thì chúng ta sẽ cảm thấy là da mình đôi khi bị nóng rát, bị căng, bị khó chịu chẳng hạn. Thì các anh chị có biết không là với cái chai một giọt nước này chỉ sau một lần dùng thôi là lập tức cái nhiệt độ trên gương mặt của chúng ta giảm từ 2 cho đến 3 độ C. Và như vậy có nghĩa là gì? Nó sẽ mang lại cái cảm giác là dịu mát tức thì mà ngay sau khi mới xài sản phẩm này xong, thưa các anh chị. Đấy là cái điểm rất tuyệt vời của chai một giọt nước này. Còn khi mà chúng ta bàn về sau bước này chúng ta xài một chai nữa là cái chai gel dưỡng giúp làm tươi mới làn da. Thì rõ ràng anh chị có nghe rồi là cái chai này là hai giọt nước, tức là bổ sung thành phần dưỡng ẩm nhiều hơn, và tên nó là gel dưỡng giúp làm tươi mới làn da thì nó cũng là một cái sản phẩm chủ đạo ở trong cái bộ sản phẩm này, có cái vai trò rất quan trọng trong việc là hình thành cải thiện lại cấu trúc làn da của chúng ta, tăng cường độ ẩm cho làn da của chúng ta và giữ độ ẩm lâu hơn trên làn da của chúng ta. Thì cách xài hai chai này cũng vậy, các anh chị chúng ta lấy ra một cái lượng vừa phải và sau đó chúng ta thoa đều 5 điểm trán, mũi, cằm và da đều trên toàn bộ gương mặt. Thực tế thì có nhiều anh chị có hỏi Quỳnh rằng là cái cảm giác xài cái kem dưỡng thế nào cho nó là vừa đủ. Tại vì có người thì nói là hạt này, có người nói là hạt kia. Nhưng mà xin thưa các anh chị thế này là cái cảm giác vừa đủ khi mình xài mỹ phẩm thế này là lấy một cái lượng kem dưỡng ra và mình thoa lên mặt của mình xong và mình cảm giác là nó không bị rít, nó không bị dầu quá thì đấy là cảm giác vừa đủ. Khi mình xài kem dưỡng xong và mình cảm thấy là nó còn bị rít quá thì nghĩa là các anh chị đang xài một lượng mỹ phẩm hơi ít. Còn nếu mà chúng ta mới xài xong mà các anh chị lại cảm thấy là gương mặt tôi bị bóng dầu cả lên thì nghĩa là mình đang xài một lượng kem dưỡng tương đối nhiều
thì đấy là cảm giác vừa đủ. Và thực tế mà nói, để có thể định vị rõ ràng là hạt này hay là hạt kia thì nó không phải là câu chuyện dễ dàng, bởi vì là mỗi gương mặt chúng ta lại là một tiết diện khác nhau, cho nên chính các anh chị cần phải tìm hiểu xem là cái lượng vừa đủ nhất cho mình là như thế nào, là cái chai này. Và một cái sản phẩm mới về sau ở trong cái bộ sản phẩm Hydra V này, nó chính là mặt nạ dưỡng ẩm. Xin thưa anh chị, là những anh chị nào mà đã dùng mặt nạ dưỡng ẩm của Hydra V một lần rồi thôi thì chắc là sẽ rất là khó quên với cái cảm giác mà cái sản phẩm mặt nạ này mang lại các anh chị. Thì như chúng ta có nói rồi, đây là bộ sản phẩm chuyên về dưỡng ẩm và bổ sung độ ẩm cho làn da của chúng ta. Và mặt nạ dưỡng ẩm gần như đóng vai trò rất quan trọng trong cái chuyện là cung cấp độ ẩm tức thì cho làn da của chúng ta, cũng như là kéo dài hiệu quả lâu hơn cái việc dưỡng ẩm này. Thì các anh chị lưu ý là cách xài mặt nạ dưỡng ẩm cũng không có gì đặc biệt cả, nó giống như bước thông thường thôi. Nhưng riêng chai này thì có hai cái cách lưu ý sử dụng. Cách thứ nhất là chúng ta dùng như mặt nạ thông thường, nghĩa là các anh chị rửa mặt xong thì mình xài tới bước là cân bằng da, sau đó là chúng ta bắt đầu đắp mặt nạ dưỡng ẩm lên, và để khoảng tầm là 5 phút sau thì mình sẽ làm sạch đi và chúng ta dùng các lớp tinh chất bảo dưỡng như một quy trình chăm sóc da thông thường. Thì đó là cách thông thường như vậy. Và cách dùng thứ hai là với những anh chị cảm thấy là thời kỳ này da tôi bị thiếu độ ẩm nhiều quá, da tôi bị khô nhiều quá và tôi cần bổ sung độ ẩm nhiều hơn chẳng hạn, thì chúng ta có thể hoàn toàn là dùng mặt nạ dưỡng ẩm này như một mặt nạ mà đắp qua đêm luôn anh chị. Tức là chúng ta dùng các bước rửa mặt, cân bằng da, tinh chất bảo dưỡng hết theo một quy trình cơ bản chăm sóc da trước khi đi ngủ, và sau đó thì chúng ta đắp mặt nạ dưỡng ẩm cuối cùng, và đến sáng hôm sau thì mình sẽ làm sạch lại bằng sữa rửa mặt. Đấy là quy trình đối với mặt nạ dưỡng ẩm này. Vậy là có hai cách dùng cái chai mặt nạ dưỡng ẩm này. Một cách là dùng như một mặt nạ thông thường, và thứ hai là dùng như một mặt nạ mà chúng ta đắp qua đêm. Và các chị biết thế này là khi chúng ta bổ sung độ ẩm cho làn da, với cá nhân Quỳnh nhận thấy là da mình sẽ có rất nhiều những cấp độ thay đổi. Ví dụ như là khi chúng ta bổ sung ban đầu có độ ẩm thì bắt đầu da mình trông sẽ là có độ căng hơn, nhưng mà độ ẩm mà càng nhiều hơn thì nó sẽ có độ mọng hơn, độ mướt hơn. Và cái điểm tuyệt vời nhất khi chúng ta quan sát được đó là gì? Là cái phần gọi là đỉnh cao của dưỡng ẩm rồi. Khi mà toàn bộ các lớp tế bào da mình căng mọng đủ độ ẩm, đủ nước rồi, thì da chúng ta sẽ có độ căng, độ mướt và nó có một cái độ ẩm mượt tươi mới và nhìn thấy rõ ràng vào buổi sáng hôm sau. Thì hầu hết những ai mà dùng cái chai mặt nạ này thì tới buổi sáng hôm sau cái cảm giác ẩm mượt mang lại là đều cảm nhận hoàn toàn là như nhau. Và đây là một cái sản phẩm mà Quỳnh thực sự rất là vô cùng yêu thích, rất là yêu thích. Và thậm chí là có những cái thời kỳ mà da mình bị mất độ ẩm nhiều quá do mình phải ngồi máy lạnh quá nhiều, xin thưa các anh chị, thì hoàn toàn đây là một cái giải pháp cứu cánh của chúng ta, xin thưa các anh chị, để cung cấp độ ẩm cho làn da. Thế còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái sản phẩm mà rất chủ đạo trong cái bộ sản phẩm này. Xin thưa các anh chị là với mỗi bộ sản phẩm mỹ phẩm như vậy thôi thì câu hỏi đặt ra là có phải chai nào nó cũng gọi là chai quan trọng như chai nào hay không? Thì các anh chị đều biết rồi đúng không ạ? Nó sẽ có những chai gọi là vai trò quan trọng chủ đạo, những cái chai mấu chốt, và sẽ có những chai có vai trò là bổ trợ. Vậy thì trong cái bộ sản phẩm này ấy, thì chúng ta sẽ nói về một sản phẩm là chủ đạo ở trong chai này, có tên là tinh chất. Các chị quan sát khi mình đi mua mỹ phẩm các anh chị nhé, cứ một cái sản phẩm nào có tên là tinh chất thì đó sẽ là những gì mà tinh hoa nhất, tinh túy nhất của bộ đó kết tinh trong cái sản phẩm này. Nghĩa là đấy là cái chai được đầu tư nhiều nhất về mặt công nghệ, về mặt thành phần, về mặt hiệu quả mang lại. Cho nên nếu chúng ta bỏ dùng mỹ phẩm mà bỏ qua một chai tinh chất thì gần như chúng ta đã bỏ qua một sản phẩm chủ đạo nhất, và chúng ta đang giảm tác dụng rất nhiều của bộ sản phẩm đó. Và các chị biết không là trong sản phẩm này hôm nay, trước đây chúng ta có bộ Hydra V và chúng ta có một cái chai là tinh chất dưỡng ẩm của Hydra V. Bản chân là với chai tinh chất dưỡng ẩm đó, bởi việc bổ sung những cái thành phần dưỡng ẩm bên trong rất giàu, cộng với lại bổ sung những cái thành phần vitamin mà có thể bổ sung vào da đã rất là tuyệt vời rồi. Và hầu hết những người mà dùng chai tinh chất cũ đều cảm thấy vô cùng bằng lòng. Nhưng xin thưa các anh chị là gần đây chúng ta ra đời một chai tinh chất mới của Hydra V là Hydration. Thì đây là một cái dòng sản phẩm bổ trợ đến từ cái dòng là Signature Select Serum. Thì các anh chị quan sát lại là trong cái chai tinh chất này ấy, thì những thành phần tính năng công nghệ của bộ Hydra V vẫn được giữ nguyên ở trong cái chai này. Nhưng tuy nhiên là so với chai tinh chất ngày xưa mà chúng ta từng có trong bộ Hydra V thì cái chai mới này có nhiều tính năng vượt trội. Thứ nhất là chúng ta nói về những thành phần có bên trong nó như khả năng bổ sung vitamin cho làn da, hoặc những thành phần cơ bản từ chai tinh chất cũ chúng ta vẫn kế thừa nguyên sang chai mới này. Tuy nhiên là với chai mới này chúng ta sẽ bổ sung thêm một công nghệ rất quan trọng nữa vào trong chai tinh chất này, xin thưa các anh chị, thì đó chính là công nghệ người ta gọi là Hydrobiotic. Cái công nghệ là Hydrobiotic này có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cùng nói về hệ sinh vật trên da của chúng ta. Xin thưa các anh chị là bản chất trên da của chúng ta thì nó có một cái gọi là cái hệ vi sinh vật này, và nó có cả những cái vi khuẩn có lợi và có cả những cái vi khuẩn có hại ở bên trong đây.
Một cái điểm rất quan trọng là thế này, là nếu mà chúng ta tạo ra được một cái môi trường để những cái vi khuẩn có lợi phát triển tốt rồi, thì lập tức là cái lớp hàng rào bảo vệ da này sẽ phát triển khỏe mạnh hơn và lành mạnh hơn. Xin thưa các anh chị, và cái khả năng giữ lại độ ẩm cho da chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều, chúng ta vừa nói ở cái phần trên rồi, đúng không ạ? Thì cái điểm quan trọng nhất là gì, là với cái công nghệ là Herobiotic như vậy thì nó sẽ giúp cân bằng lại cái môi trường này và tạo những cái điều kiện thuận lợi để cho những vi khuẩn có lợi phát triển, và bằng con đường đó tạo ra một hàng rào da khỏe mạnh như vậy. Nhưng tuy nhiên chưa hết, là trong nói về công nghệ thì sao ạ? Thì trong cái sản phẩm tinh chất Hydration này, thì ngoài cái chuyện là từ việc tạo ra cái môi trường cho hệ sinh vật có lợi phát triển để có lớp hàng rào da khỏe mạnh như vậy rồi, thì một lần nữa là những thành phần từ nước từ vịnh Na Uy được bổ sung vào sâu bên trong da của chúng ta hơn nữa. Như vậy là vừa tạo ra lớp da khỏe mạnh và vừa bổ sung độ ẩm sâu bên trong các lớp tế bào da của chúng ta. Và bằng sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ Hydrobiotic cộng với lại cả nước tại vịnh Na Uy cũng như các tinh chất có trong cái bộ sản phẩm Harabi của chúng ta như vậy, thì chai tinh chất Hydration này mang tới một bước tiến hoàn toàn là mới trong việc bổ sung độ ẩm cho làn da. Và xin thưa các anh chị, là những nghiên cứu chỉ ra rằng là gì, là sau khi mà dùng chai này xong rồi thì độ ẩm trong da tăng lên đến 233% so với chưa dùng cái chai này. Thì xin thưa các anh chị, là 233% đó là con số cực kỳ đáng lưu ý ở trong mỹ phẩm, bởi vì để tăng độ ẩm lên được 233% nó không phải là chuyện đơn giản, xin thưa các anh chị. Và Quỳnh có rất nhiều khách hàng là trước đây ấy, họ đã từng xài những chai tinh chất cũ của Hydravi rồi, và giờ mà chuyển qua một chai tinh chất mới bổ sung vào trong bộ này thì họ hoàn toàn cảm thấy rất là bằng lòng về cái hiệu quả này. Nếu mà chúng ta kiểm tra ở trên một khách hàng mà chưa xài bao giờ mà thấy có hiệu quả thì đã là quá tốt, xin thưa các anh chị. Nhưng mà nếu mà chúng ta kiểm tra ở những khách hàng đã xài rồi và xài khó tính rồi mà đến bây giờ còn thấy bằng lòng hơn nữa, thì họ sẽ cảm thấy là vô cùng tuyệt vời. Và hầu hết mọi người đều cảm nhận rằng là gì, là chúng tôi cảm nhận rõ ràng rằng là việc giữ ẩm cho da được nâng lên một tầm cao mới. Và chưa kể là khi mà xài trực tiếp thì cũng khá là thú vị. Cái chai tinh chất này thì cảm giác là đậm đặc hơn chai cũ. Tuy nhiên cái khả năng thẩm thấu và tan vào da lại rất là nhanh, và lại cảm thấy là cái hiệu quả nó rất là nhanh hơn. Đấy là chai tinh chất này. Và trong cái sản phẩm này, xin thưa các anh chị, thì trong cái bộ này chúng ta có một cái bộ là bộ 3 quyền lực. Bộ 3 quyền lực là gì và vì sao chúng ta cần rút ra cái bộ 3 này? Tại vì đôi khi các anh chị muốn là phối trộn nhiều bộ sản phẩm với nhau chẳng hạn. Có thể là tôi muốn là phối trộn bộ Hydravi với bộ Ideal Radiant vân vân, thì trong những cái cách phối trộn đó các anh chị cần phải giữ lại những sản phẩm chủ đạo nhất để mang tính hiệu quả tối ưu nhất cho từng bộ sản phẩm. Thì bộ 3 quyền lực trong sản phẩm này chúng ta bao gồm có là 3 chai. Thứ nhất là chai gel dưỡng da vùng mắt, đương nhiên rồi, tại vì bao giờ cũng cần trong vùng da mắt này. Và thứ hai là cái chai tinh chất Hydration mà chúng ta vừa nói, và thứ ba là gel dưỡng giúp làm tươi mới làn da. Và các anh chị biết không ạ, là sự kết hợp của 3 chai này với nhau là vô cùng tuyệt vời. Bởi vì khi chúng ta có dùng chai tinh chất Hydration thì lập tức độ ẩm là tăng 233%. Tuy nhiên, nếu chúng ta kết hợp 3 chai, đặc biệt là sự kết hợp của Hydration cộng với gel dưỡng giúp làm tươi mới làn da, thì lập tức là độ ẩm chúng ta tăng lên là tới 270%. Và đây là bộ 3 quyền lực nhất khi chúng ta xài cái bộ sản phẩm này. Như vậy là với bộ sản phẩm Hydravi này, chúng ta có thể dùng cho hàng ngày và hàng tuần được như bình thường các anh chị. Thì như Quỳnh có nói các anh chị rồi, chúng ta cùng nói một chút về quy trình xài mỹ phẩm. Bao giờ cũng vậy, bước 1 là chúng ta phải làm sạch. Bước thứ hai là chúng ta dùng cái lớp tinh chất, và bước thứ ba là dưỡng và bảo vệ da. Đấy là cái nguyên tắc cơ bản mình cần nắm được. Vậy thì với bộ Hydravi này chúng ta xài hàng ngày như thế nào? Trước tiên chúng ta sẽ xài là tới sữa rửa mặt và dung dịch cân bằng da, là hai sản phẩm có vai trò làm sạch. Và sau đó kế tiếp là chúng ta sẽ xài tới tinh chất Hydration, và sau đó chúng ta sẽ xài tới sản phẩm dưỡng. Riêng kem vùng mắt, như Quỳnh nói với các anh chị rồi, là chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta dùng ngay sau cái bước cân bằng da, hoặc thứ hai là xài dưỡng xong rồi thì chúng ta quay lại xài kem dưỡng da vùng mắt. Và đấy là xong cái bộ Hydravi này. Thế còn nếu các anh chị có thể xài thêm những bước bảo vệ vào buổi ngày nữa, ví dụ như là chúng ta có thể hoàn toàn là xài thêm kem chống nắng hoặc là phấn trang điểm chẳng hạn. Thế còn buổi ban đêm thì tới bước dưỡng là mình có thể dừng lại được rồi. Thì đó là cái bước chăm sóc hàng ngày với cái sản phẩm này. Còn với quy trình chăm hàng tuần, các anh chị có thể hoàn toàn làm tương tự giống như các bước bình thường mà chúng ta vẫn thường xuyên làm rất là quen thuộc rồi. Đó là bước 1 vẫn là bước làm sạch, chúng ta sẽ rửa sạch mặt của mình đi. Sau đó chúng ta tới bước loại bỏ tế bào chết, rồi là bắt đầu massage mặt và đắp mặt nạ. Đấy là bước hàng tuần. Thực ra trong bước hàng tuần này thì mình chỉ thêm vào cái khâu là gì ạ? Là loại bỏ tế bào chết này, massage mặt và đắp mặt nạ thôi. Và sau bước này thì lại quay trở về giống như hàng ngày, nghĩa là chúng ta lại quay trở lại xài dung dịch cân bằng da, các lớp tinh chất và các lớp dưỡng ở phía sau này. Đó là quy trình chăm da hàng tuần với bộ sản phẩm này. Các chị thân mến, và như vậy là chúng ta vừa mới học xong về toàn bộ cái bộ sản phẩm Hydravi ngày hôm nay, là từ thành phần công nghệ cho tới cách dùng các bộ sản phẩm này. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào phần hỏi đáp thì Quỳnh sẽ xin phép được tổng kết lại để các anh chị thể nhớ hơn, kỹ hơn về bộ sản phẩm này. Khi chúng ta nói về bộ sản phẩm Hydravi thì các anh chị cần phải nhớ, thứ nhất là chúng ta cần phải nhớ những thành phần có trong sản phẩm này và cách nó tác động vào lớp tế bào da của chúng ta như thế nào.
Và thứ hai là chúng ta nhớ về trình tự dùng các sản phẩm này và nắm được đâu là sản phẩm chủ đạo nhất của bộ sản phẩm này. Và thứ ba là chúng ta cần phải nhớ xem đối tượng nào là người cần dùng cái bộ sản phẩm này. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về đối tượng cần dùng bộ sản phẩm này. Những người có làn da khô, căng, bong chóc, mất nước, thiếu độ ẩm là những người cần dùng sản phẩm này. Và xin thưa các anh chị là hoàn toàn da dầu vẫn thiếu độ ẩm như bình thường. Lát mình sẽ nói cái chuyện này sau. Cho nên là đấy là người cần cái bộ sản phẩm này. Thứ hai là những người mong muốn có một cái nền da khỏe mạnh hơn thì là khách hàng của cái bộ sản phẩm này. Và thứ ba là những người mà da yếu hoặc là da tập làm quay mỹ phẩm chẳng hạn, mới tập làm quay mỹ phẩm thôi thì cũng nên bắt đầu từ bộ sản phẩm Hydravi này. Thứ hai là chúng ta sẽ cùng, đấy là những cái đối tượng sử dụng cho cái bộ sản phẩm này. Thứ hai là chúng ta sẽ cùng nói tới xem là những công nghệ và thành phần có trong sản phẩm này là gì. Thì các anh chị giúp Quỳnh nhớ về sơ đồ đầu tiên được không ạ? Rất ngắn gọn thôi. Da chúng ta trước hiện tượng mất nước tự nhiên của da chúng ta thì có một cơ chế phản kháng gì hay không? Xin thưa các anh chị, vô cùng thông minh, da mình có một cơ chế phản kháng. Dưới cùng là chúng ta có hệ thống kênh dẫn nước aquaporins như một hệ thống tưới tiêu, nó sẽ mang nước tới các tế bào da khác nhau và nó sẽ làm cân bằng nước trong các tế bào da. Trên hệ thống này chúng ta sẽ có nhiều lớp tế bào da xếp lớp vào với nhau và trên cùng là mình sẽ có hai lớp hàng rào ở lớp sừng để bảo vệ và khóa lại việc mất nước trong tế bào da của chúng ta. Vậy để bổ sung vào hệ thống kênh dẫn nước cuối cùng aquaporin này, chúng ta có một thành phần là khoáng đá mới hùng tại vùng Himalaya. Để bổ sung vào các nước trong tế bào da của chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ có là thành phần là các phân tử nước tại vùng vịnh hẹp Na Uy, là nơi mà nguồn nước tinh khiết nhất thế giới hiện nay. Và để mang những phân tử nước này vào sâu bên trong da như vậy thì chúng ta cần một công nghệ, đó là công nghệ liposome. Và cuối cùng là hai lớp hàng rào ở trên cùng, các anh chị có nhớ không ạ? Muốn làm cho nó khỏe mạnh hơn và để khả năng khóa lại nước ở trong tế bào da tốt hơn của chúng ta, cũng như ngăn ngừa vi khuẩn tấn công từ bên ngoài, thì chúng ta dùng một thành phần rất giàu cái chất chống oxy hóa, đó là quả mọng acai tại vùng Hawaii. Và nắm như vậy là anh chị nắm chắc về tác động của sản phẩm này rồi, từ công nghệ đến thành phần vào bộ sản phẩm này. Và với sự hỗ trợ từ quả mọng acai, từ khoáng đá mới hồng tại vùng Himalaya, cộng với nước vùng vịnh Na Uy và công nghệ liposome như vậy, thì nó sẽ mang tới hiệu quả làm cho làn da chúng ta dịu mát hơn, tươi mới hơn và tràn đầy sức sống hơn. Cái ý thứ ba là nói về từng sản phẩm trong bộ này, thì các anh chị lưu ý cho Quỳnh về trình tự sử dụng hàng ngày và hàng tuần. Đặc biệt là trong cái bộ sản phẩm này có một cái bộ là bộ ba quyền lực, các anh chị cần phải lưu ý. Thì cái bộ ba quyền lực gồm có là, một là gel dưỡng da vùng mắt, thứ hai là gel dưỡng giúp làm tươi mới làn da, và rất quan trọng đó là tinh chất hydration mới bổ sung vào trong cái ghép vào cái bộ sản phẩm này. Và anh chị cần phải lưu ý một điều là khi mà cả ba sản phẩm này chúng ta cùng dùng với nhau thì tức thì độ ẩm trong da sẽ tăng lên là 270%. Thì đấy là những cái ý chính mà trọng điểm chính các chị cần phải nhớ về bài Hydravi ngày hôm nay. Các chị thân mến, là như vậy là vừa xong thì trong quá trình mà Quỳnh livestream tương tác, Quỳnh thấy các chị có đặt rất nhiều những câu hỏi, các chị có comment rất là nhiều phía dưới, và Quỳnh rất là cảm ơn các chị bởi vì những comment của các chị như vậy thì giúp các chị nhớ bài tốt hơn rất là nhiều. Các chị cũng đã theo dõi vô cùng chăm chú và bây giờ chúng ta sẽ tới một phần hỏi đáp. Trên tay Quỳnh hiện nay đã có một số câu hỏi mà bộ phận kỹ thuật mới tổng hợp xong. Quỳnh xin phép là ngày nay chúng ta có rất là nhiều câu hỏi. Tuy nhiên là với thời lượng cho phép ngắn gọn như vậy thì chúng ta sẽ giải đáp khoảng tầm là 4 câu hỏi thôi được không ạ? Thế còn những anh chị nào mà còn những câu hỏi, những băn khoăn thắc mắc khác thì chúng ta lại có thể là cùng nhau trao đổi trong một dịp khác. Ở đây chúng tôi chọn được 4 câu hỏi khá đặc trưng và có liên quan tới bài của ngày hôm nay. Câu hỏi thứ nhất của bạn mà mới comment ở trong chương trình này, bạn có hỏi rằng là da khô và da mất nước thì có giống nhau hay không? Thì các bạn thân mến, là đây là một câu hỏi rất là hay. Bởi vì rõ ràng là đây là một vấn đề chúng ta vẫn thường lầm tưởng, là đôi khi người ta nghĩ rằng là da khô với da mất nước là một. Nhưng mà trên thực tế thì da khô và da mất nước lại là hai yếu tố hoàn toàn rất là khác nhau. Thứ nhất là chúng ta nói về da khô. Da khô là một loại da. Chúng ta có 4 loại da đúng không ạ? Thường, khô, dầu, hỗn hợp. Thì da khô là một loại da. Nhưng da mất nước thì nó là một biểu hiện về tình trạng da, chứ không phải loại da. Như vậy có nghĩa là gì? Như vậy có nghĩa là mất nước là một vấn đề có thể gặp ở cả da khô, ở cả da dầu, da thường, thậm chí là cả da hỗn hợp, chứ không chỉ là da khô mới là mất nước. Cho nên ý thứ nhất chúng ta phải nắm được đó là gì? Da khô là một loại da, còn da mất nước là một biểu hiện, một tình trạng làn da của chúng ta. Và thứ hai là rõ ràng nếu da khô là một loại da thì nó sẽ là một vấn đề lâu dài. Một vấn đề lâu dài. Nhưng da mất nước thì là một tình trạng ngắn hạn tạm thời thôi. Nghĩa là đơn giản lắm. Ngay cả tôi là da khô mà tôi mất nước, tôi bổ sung đủ độ ẩm vào thì da tôi lại cân bằng được nước như bình thường. Hoặc tôi có làn da dầu mà tôi bị thiếu độ ẩm trên da, bị mất nước chẳng hạn, tôi bổ sung vào thì da tôi lại trở thành đủ độ ẩm như bình thường. Và chúng ta giải quyết vấn đề này khá là nhanh, không vấn đề gì cả. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải nhớ. Như vậy là phân biệt giữa da khô và da mất nước.
Và các chị lưu ý hoàn toàn giúp mình điều này là hiện tượng mất nước trên da có thể gặp ở bất kỳ một loại da nào chứ không chỉ là da khô. Nghĩa là da dầu cũng có thể mất nước và thiếu độ ẩm. Ngay cả da thường và da hỗn hợp nếu chăm sóc không đúng cách, hoàn toàn chúng ta có thể bị mất nước và thiếu độ ẩm như bình thường. Câu hỏi rất là hay. Một câu hỏi nữa. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của bạn cũng mới, của một anh chị mới comment trong chương trình này, và Quỳnh thấy câu hỏi này cũng rất là thú vị. Đó là giảng viên có thể cho biết là cái lượng dầu và độ ẩm trên da có mối quan hệ thế nào với nhau? Cái câu này cũng là một câu rất là hay về cơ chế của da. Thì xin thưa các anh chị là bản chất ở trên gương mặt của chúng ta nó sẽ có một cái sự cân bằng hài hòa giữa cái lượng độ ẩm và dầu trên da của chúng ta. Và các chị biết thế này là khi mà cái lượng độ ẩm trên da của mình bị thiếu đi thì lập tức là lớp dầu sẽ tràn ra nhiều hơn để bảo vệ và để chống sự thoát nước này, để khóa nước bên trong tế bào da của chúng ta nhiều hơn. Thế cho nên là khi mà hỏi về mối quan hệ của dầu và độ ẩm thì mình sẽ nhớ hai ý. Ý thứ nhất là chúng có một sự cân bằng hoàn hảo trên làn da của chúng ta. Nhưng từ ý này thì mình mới suy ra một điều rằng là gì? Khi các chị cảm thấy da mình bị bóng dầu nhiều quá thì có rất nhiều nguyên nhân xảy ra. Ví dụ như là chúng ta bị ăn đồ nướng trên xào nhiều quá và nhiều nguyên nhân khác. Nhưng mà có một nguyên nhân quan trọng cần phải nhớ là gì? Là có thể đấy là một lời kêu gào báo rằng da chúng ta đang bị thiếu nước và thiếu độ ẩm từ bên trong thì dầu mới tràn ra nhiều như vậy. Chúng ta cùng tới với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 này là của một khách hàng nam giới đúng không ạ? Dạ vâng. Khách hàng nam giới mà quan tâm về da như vậy là cơ Quỳnh cảm thấy là cũng khá là bất ngờ, bởi vì là khách hàng nam giới nhưng đặt một câu hỏi rất là chuyên sâu về da mà thậm chí là nhiều chị em phụ nữ cũng không hỏi được tới mức như vậy đâu. Xin thưa các anh chị là anh có hỏi rằng là tại sao da khô, da thiếu độ ẩm thì lại dễ dàng bị tổn thương như vậy, dễ bị châm chích và kích ứng như vậy. Câu này thực sự là câu rất là hay. Cái câu này làm cho Quỳnh liên tưởng tới những câu chuyện là có một số anh chị khi mà cảm thấy da mình cứ đi ra ngoài xong tự nhiên ra gió cái là bắt đầu da mình nó bị châm chích, kích ứng nổi mẩn lên, và về nhà là mình hay nói là da tôi kiểu bị dị ứng với gió. Cứ ra gió là bị dị ứng, là kích ứng như vậy. Cái câu chuyện này là một câu chuyện dân gian khá là vui thôi. Nhưng mà nói về khoa học của da thì nó sẽ có một sự liên quan thế này. Các anh chị quan sát rồi là chúng ta vừa học rất kỹ trong bộ này rồi. Bản chất những lớp tế bào da của chúng ta ấy, là nó luôn cần đủ cái độ ẩm để các lớp hàng rào chắc khỏe hơn và các tế bào da căng mọng ra hơn và khít lại với nhau thành một lớp bảo vệ khỏe như vậy. Thế thì khi mà da chúng ta bị thiếu độ ẩm này, bị mất nước thì sao ạ? Thì các tế bào từ lớp sừng cho tới những tế bào biểu bì nó sẽ xẹp lại với nhau các anh chị, và nó không được chắc khỏe nữa, và nó hình thành rất nhiều những cái kẽ hở này. Và các anh chị biết không ạ? Những kẽ hở như vậy thì lại là môi trường rất tuyệt vời để các vi trùng, vi khuẩn bên ngoài tấn công và thâm nhập sâu bên trong làn da của chúng ta và gây tổn thương làn da của chúng ta. Và đó là lý do vì sao mà anh hay chị sẽ cảm thấy rằng là khi da mình khô, da mình thiếu độ ẩm thì da chúng ta lại dễ dàng bị căng rát, châm chích, kích ứng rất là khó chịu như vậy, đúng không ạ? Rồi thì đó là một phần nguyên nhân. Câu hỏi này Quỳnh đánh giá là câu hỏi rất là hay, và Quỳnh vô cùng bất ngờ khi mà câu hỏi này đến từ một khách hàng là nam giới chứ không phải là nữ giới nữa. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư và là câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay. Câu hỏi này là: tôi đã xài tinh chất Hydration Amplifier rồi thì tôi có cần xài thêm gel dưỡng giúp làm tươi mới làn da hay không? Bởi vì trong chai tinh chất Hydration Amplifier đã có rất nhiều thành phần dưỡng ẩm đủ rồi thì xài thêm dưỡng nữa liệu có bị thừa hay không? Các anh chị thân mến, cái câu hỏi này thực tế là câu hỏi mà Quỳnh rất mong chờ trong bài ngày hôm nay. Khi mà Quỳnh nói về cái chủ đề là khi chúng ta nói về tinh chất Hydration này là Quỳnh rất mong chờ có một câu hỏi như thế này. Bởi vì chúng ta có một nhận thức hơi bị thiếu đầy đủ về chuyện kết hợp giữa tinh chất và dưỡng. Hầu hết tất cả mọi người khi mua mỹ phẩm, chúng ta thực sự là phải nói là tinh chất là một cái chai rất là quan trọng. Nhưng đôi khi mình đề cao tinh chất một cách tuyệt đối hóa thì lại không đúng, xin thưa các anh chị. Rõ ràng là trong tay chai này thì tinh chất Hydration là những gì mà tinh hoa nhất, tinh túy nhất có trong cái sản phẩm này. Nhưng xin thưa các anh chị là thế này ạ, những thành phần có trong một chai tinh chất thẩm thấu vào da chúng ta vô cùng nhanh, nhưng không dễ dàng để giữ lại nó trên da của mình như vậy. Thì sau khi chị xài tinh chất xong rồi, một người bạn đồng hành không thể thiếu đó là một chai kem dưỡng. Bởi vì sao? Bởi vì là chính cái chai dưỡng này đi với tinh chất nó sẽ có vai trò là một cái lớp màng ở bên trên này, vừa bổ sung hiệu quả của chai tinh chất này nhưng lại vừa khóa thành phần của tinh chất bên trong để giúp các thành phần này không bị thất thoát ra bên ngoài và thẩm thấu một cách tối ưu nhất vào da của chúng ta. Cho nên câu trả lời là ngay cả khi chị có xài tinh chất của Hydration rồi thì chị vẫn không thể thiếu một cái chai là chai gel dưỡng giúp làm tươi mới làn da được. Và các anh chị còn nhớ không ạ, những chứng minh trong bài nói rồi là khi chúng ta xài chai tinh chất này thì độ ẩm chúng ta tăng là bao nhiêu ạ? Là 233%. Nhưng khi chúng ta kết hợp hai chai này với nhau thì lập tức độ ẩm chúng ta tăng lên là 270%.
Như vậy rõ ràng ta không thể bỏ qua chai kem dưỡng được. Và chị cần có một thói quen là bao giờ cũng vậy, tinh chất phải luôn đi kèm với dưỡng. Và thực sự Quỳnh rất là vui khi mà Quỳnh nhận được cái câu hỏi này. Và rõ ràng là nãy giờ khi mà Quỳnh nói về tinh chất là Quỳnh rất mong anh chị hỏi những câu hỏi như vậy.